anh em đi lâu cái thời gian dài thì cái dàn lạnh của anh em rất là bẩn đúng không ạ, mà anh em không, mà hầu như là anh em sẽ không bao giờ để ý đến cái chuyện là vệ sinh cái dàn lạnh nó sẽ như thế nào. Thì đây bên em có đầu tư nguyên một cái máy vệ sinh dàn lạnh để cho anh em này. Đây, sau khi tháo anh em có thể biết là cái cửa gió điều hòa, cái này là cái bầu để cái này là cái tạo ra để hút gió vào trong và để tạo ra có cái gió để mà đi khắp cái khoang nội thất của anh em. Thì anh em nhìn thấy cái quạt nó bẩn như nào đấy, cái quạt riêng cái quạt ly tâm này nó đã bẩn như này rồi nhá, thì chắc chắn là cái dàn lạnh của anh em thì cũng chắc chắn là không được sạch. Nếu như anh em không vệ sinh thường xuyên thì chính là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của anh em và đi trên xe. Hầu như bây giờ anh em là đi xe nhiều hơn là ở nhà nhá. Và thứ hai là bên em sẽ có những cái máy nội soi như này đây. Đây, anh em thấy có mấy một cái máy nội soi như này để kiểm tra cho anh em thấy là cái dàn lạnh của anh em mình có bẩn hay không. Anh em các bác có thể nhìn thấy qua cái máy này thì các bác nhìn thấy không? Cái dàn lạnh rất là bụi này, mốc hết vào cái dàn lạnh. Anh qua cái camera này thì cái màn hình của em nó hơi bé thì các bác không thể nhìn thấy được, nhưng mà đấy thì các bác có thể thấy rất là bẩn đấy. Còn cái máy này nó lên tận 4-5 chế độ để mà vệ sinh cho anh em, rửa sạch sẽ bụi bẩn, khử mùi, tẩy mẫu mốc các thứ đầy đủ hết cho anh em, mà chi phí vệ sinh rất là hợp lý và anh em không phải tháo bung cái dàn tóc rồi ra nhá. Đấy, anh em nào mà đang có nhu cầu vệ sinh dàn lạnh thì hãy đến với Akana ngay để bên em vệ sinh cho các bác.